ông Địa ngày trước đó là ông nghiêm trang lắm, không có cười, nhưng mà tốt bụng, hay giúp đỡ như người mua bán rồi. Thì mất cái gì cũng giấy ông ai ông Địa kiếm được cung ông Địa nảy chuối. Cho nên ông tốt bụng lắm nhưng mà không có cười. Cái bữa đó có cái anh chàng đi buôn lỗ quá trời qua đất. Mới giấy ông ai ông Địa ông giúp cho con cái trúng mánh. Kỳ đi buôn kỳ sao mà trúng mánh. Con cúng cho ông Địa con giật hai chân. Nghe chắc con gà. Hai chân là con gà. À, ông thấy con tội nghiệp. Ông phù hộ cho ông anh chàng đi buôn rồi trúng. Thì anh chưa trả hết nợ. Trúng nhưng mà còn nợ chưa hết. Anh khắc nợ. Rồi ông ủng hộ cho con nhưng mà chưa hết nợ. Ông phù hộ cho con trúng chuyến nữa đi. Con cúng cho ông con giật bốn chân. Tức là lòi được hai chân. Bây giờ bốn chân các con heo. Ông Địa ông lui cui. Ông ủng hộ một chuyến nữa. Cũng chưa hết nợ nữa. Thì anh nó khắc nợ nữa. Ông phù hộ cho con trúng chuyến nữa. Con cúng cho ông giật con vật tám chân. À, thì chuyến thứ ba nữa. Trúng. Bắt con cua đồng. Nướng. Lật ngửa lên để cái dĩa đó cúng ông Địa là 6 cây ngoe, 2 cây càng là 8 chân. Ông Địa ông thấy ông cười quá trời luôn, cười mắt trời ông Địa đó. Quý vị nghe tôi nói chuyện cười mắt trời ông Địa đó. Từ đó tới sau ông Địa mới cười, cho trước đó ông có cười. Cười mắt trời ông Địa. Bây giờ nói Phật Di Lặc là cái nụ cười của Ngài đó. Đặc biệt. Thầy đọc cái tài liệu của cái nhà tâm lý học người Đức, họ mới nghiên cứu về cái nụ cười của mình. Thứ nhất, nếu cái ngày nào, cái hôm nào mà vui vẻ, an lạc, thảnh thơi, mình cười, thì tuổi thọ tăng được 3 giây. Mà cái nụ cười đó thực sự là vui vẻ, an lạc. À, chứ mà cười giả bộ thì không được. Quý vị biết cười giả bộ là sao không? Vợ chồng đang gây lộn mà có khách, cái cười nhưng mà cười giả bộ, cái đó không được. Cái bụng sùng sùng trong này mà cười. Đúng không? Đang gây, vợ chồng đang gây lộn mà có khách bây giờ sao? Cũng giả bộ cười nhưng mà cười đó cười giả bộ. Không được. Cười thực sự an lạc. Còn nếu như cái lúc nào mà mình khổ quá, mình không cười nữa, thì giảm thọ 5 giây. Như vậy là tăng tuổi thọ là 3 giây, mà khổ quá mà không cười đó là giảm thọ 5 giây. Như vậy đó, nếu quý vị muốn mình sống lâu trường thọ, thì ráng cố gắng nó sáng cười, trưa cười, chiều cười, tối cười. Như vậy 4 lần cười như vậy là được 12 giây. Mà khổ quá mà không cười đó thì giảm kỹ 5 giây. Thổ Địa được tôn là Phúc Đức Chánh Thần. Danh xưng này kết hợp bằng 4 từ chẳng dễ dàng có hay tùy tiện tôn đại. Phần đông những người kém hiểu biết còn lầm Thổ Địa với thần tài, nhưng thực sự không phải thế. Là thần Thổ Địa thì phải hội đủ 4 điều. 1. Phải có đủ phúc báu. 2. Phải có đức hạnh. 3. Phải thuộc chánh đạo, không tà. 4. Phải là yếu thần, tức vị thần rất quan trọng, không thể xem thường. Trong kinh Địa Tạng phẩm 10 từng nhắc và xác nhận, nếu người nào ăn chay, tu tốt thì thần Thổ Địa rất hoan hỷ, luôn hộ vệ trú xứ đó hạnh phúc bình an. Bạn không nên cho rằng mình quy y rồi thì thành bậc chánh tâm, có phúc báo đức hạnh tốt, cao hơn và vượt xa tất cả. Xin bạn hãy nhớ câu này: đạo cao long phổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Bạn phải có đủ đức hạnh tốt thì quỷ thần mới khâm phục. Nếu đức hạnh thiếu, quỷ thần sẽ khinh chê bạn,
Mà quỷ thần dù là hạng thấp nhất đi nữa, họ cũng có ngũ thông, còn chúng ta thì chẳng có thông nào. Điều mà chúng ta cần có là đức hạnh và lòng khiêm cung. Nếu ta tu mà có tâm cao ngạo, khinh rẻ quỷ thần hay bất cứ chúng sinh nào, thì chẳng xứng đáng là kẻ học Phật chân chính. Đại sư Thánh Nghiêm từng kể câu chuyện. Khi Ngài và đệ tử ở Pháp Cổ Sơn, lúc đi trên đường có ngang qua một miếu thổ địa nọ, Ngài bèn bước vào xá lễ. Vì đệ tử thấy vậy hết sức bất bình, nói liền: "Thưa sư phụ, đây đều thuộc phe đảng của Diêm La Vương, chẳng nên dây dưa, là người học Phật sao có thể xá lễ quỷ thần kia chứ?" Ngài Thánh Nghiêm đáp: "Người học Phật đối với tất cả chúng sinh cần phải có tâm khiêm cung. Ta lễ kính là vì ông thổ địa đây cũng là bậc đức cao hạnh quý, hộ trì một phương." Nói xong, hai người lại tiếp tục đi. Nhưng chuyện xảy ra sau đó rất lạ. Khi họ đi qua một thửa ruộng, thì anh đệ tử không cẩn thận bị té nhào xuống, hạ thể dính đầy bùn, lại bị lún càng lúc càng sâu, không thể nào thoát ra được. Ngài Thánh Nghiêm lập tức hiểu ngay, mỉm cười bảo đệ tử: "Con hãy mau mau hướng về ông thổ địa sám hối, nói là đại thần chẳng nên chấp nhất lỗi người nhỏ mà chi." Đệ tử làm y lời thì chân liền bước lên được. Chuyện này là có thực, phải biết vị được làm thổ địa không phải là chuyện dễ. Ít nhất lúc còn sinh tiền đã tạo rất nhiều phúc thiện, đức hạnh cao, làm lợi cho một cõi bá tánh. Thế nên sau khi chết rồi, căn cứ vào phúc đức, phẩm hạnh sâu dày mới có thể làm thần thổ địa. Vì vậy bạn không nên xem thường công đức của thổ địa. Thần thổ địa cũng hộ pháp. Thí như bạn đến một địa phương nọ, tại địa phương này, của người thì người quản, của quỷ thần thì quỷ thần quản, mà cai quản chư quỷ thần đây, một số là thần hoàng thổ địa. Bạn nghĩ xem, nếu như chúng sinh cõi quỷ không ai quản, chẳng phải chúng sẽ làm loạn lên cả hay sao? Trong chùa có thờ cúng Dạ Lam Bồ Tát, hằng ngày đều tán tụng. Vị này cũng giữ việc quản lý quỷ thần, hộ trì an ninh cho các ngôi tự viện. Là người học Phật, đối với mọi người cần có tâm khiêm cung lễ độ. Huống nữa là đối với vị phúc đức chánh thần. Về điểm này, bạn phải nhớ cho kỹ. Không nên nghĩ rằng ta quy y rồi thì xem thường tất cả. Đã quy y rồi, nếu nhìn thấy ông thổ địa thì vẫn nên xá chào, để tỏ lòng cảm tạ Ngài đã hộ trì địa phương, khiến phong điều vũ thuận. Cần nên cảm ơn và học tập theo gương tốt của thổ địa, vì ông đã làm việc phúc thiện cho bá tính cả một vùng. Hành xử khiêm cung lễ độ như vậy mới là tô bồi thêm phúc đức cho mình. Điểm này rất quan trọng, không nên quên. Quy y Tam Bảo là quy hướng nương về Tam Bảo, còn cung kính đối với thổ địa là cảm ơn ông. Phải biết chuyện xá lễ tuyệt đối không thể thay thế cho quy y, không phải là quy y ông. Sống phải biết cung kính và cảm ơn, đây chính là phẩm đức và nhân cách cần có của con người. Chúng ta không nên kiêu căng khinh mạn, vì cống cao ngã mạn là điều đại kỵ đối với người học Phật. Mỗi vị Phật đều có danh hiệu biểu trưng như Phật là Vạn Đức Trang Nghiêm, Bồ Tát Quan Âm là Từ Bi, Bồ Tát Địa Tạng là Hiếu Thuận, Ngài Văn Thù là Trí Tuệ, Thần Già Lam là Trung Nghĩa, còn Thổ Địa thì là Phúc Đức Chánh Thần, vì ông có phúc báo lẫn đức hạnh. Chúng ta xá chào thổ địa không phải để cầu xin chi, mà chỉ là muốn làm giống như ông, học hạnh phụng hiến, muốn biểu lộ lòng cảm ơn, tri ân ông mà thôi. Thế nên, mọi người phải khéo tu và quan tâm bảo vệ chánh pháp, đạo tràng. Quý vị hành trì kinh Địa Tạng thì nên cung kính cảm tạ thần hoàng, thổ địa, đó là thể hiện lòng tri ân. Thật ra,
mỗi người sinh ra đều có một túi tiền, ngoại trừ chết yểu hoặc chết oan. Túi tiền mỗi người lớn nhỏ là không giống nhau. Người có phúc đức lớn, túi tiền có thể mang được ngàn vạn đến trăm triệu. Người phúc đức nhỏ, túi tiền chỉ chứa 10 vạn, trăm vạn hoặc ít hơn. Phần lớn đều là người bình thường. Bình thường chỉ có thể mang túi tiền nhỏ đi đầu thai, đủ bình thường, ăn mặc ở đi lại, có thể ấm no là được. Cũng có một phần ít người mang theo túi tiền vừa, chính là giai tầng trung lưu như giới chuyên nghiệp, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, quản lý cùng với các thành phần tri thức khác. Toàn bộ xã hội, các ngành, các nghề, nhiều vô số đều là có sinh mệnh cao cấp an bài, tiến hành đâu vào đấy, tương đương một cái giỏ, một cái hố. Người người đều tự trong số mệnh của mình mà sống, làm việc trong một giai tầng nhất định, đó là phúc phận từ kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước của mỗi người mà tạo thành. Cái mà con người gọi là kiếm tiền, thật ra chính là hao phí tiền từ trong số mệnh của mình mà được. Lợi nhuận càng nhiều, tiền trong số mệnh mang theo càng ít. Khi tiền kiếm được vượt qua số tiền trong mệnh của người nào đó, có nghĩa rằng người này sẽ không được hưởng phần dư ra. Hơn nữa, trong đó còn liên quan đến một vấn đề, tiền mang theo từ số mệnh cùng tiền kiếm được trên thế gian là có bản chất khác nhau. Tiền mang theo từ số mệnh là một hình thức tồn tại của đức, là sinh có thể mang theo, đến chết có thể mang đi. Tùy theo nguyên thần của người đó mà đi, một khi đem nó chuyển đổi thành tiền tài trong cuộc sống này, tức là ra đi làm công kiếm tiền. Dẫu người đó có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì tiền đó liền trở thành một đống giấy, sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi mà thôi. Như vậy, xuất hiện một vấn đề, một người trong cuộc sống cố gắng phấn đấu kiếm tiền, chẳng khác nào cố gắng đem đức quý giá trên người mình chuyển đổi thành một đống giấy phế liệu không thể dùng được ở không gian khác mà thôi, giống như dùng vàng để đổi thành đá. Mọi người cố gắng vất vả, chỗ tiền kiếm được, phần lớn chi tiêu vào việc mua biệt thự, quần áo, đồ dùng. Theo công tác thống kê, một biệt thự xa hoa có 70% diện tích là để đó không dùng. Một phòng quần áo đồ dùng có 70% là không cần. Cả đời, dẫu kiếm được nhiều tiền hơn nữa, 70% là giữ lại cho người khác chi tiêu. Mà hết thảy những điều này đều phải dùng thứ quý giá nhất trong sinh mệnh của bạn, đó là đức mà đổi lấy. Bạn cảm thấy có lợi sao? Trong xã hội hiện nay, tồn tại một loại hiện tượng phổ biến, chính là mọi người đều hướng đến tiền, đều tiếp nối nhau kiếm tiền, phát tài, hết thảy hoạt động xã hội đều vây quanh tiền. Làm như vậy, trên thực tế, chẳng khác nào vội vàng đem đức của mình tiễn đưa ra ngoài, đem đức trong sinh mệnh đổi thành tiền giấy, có thể đổi bao nhiêu, liền đổi bấy nhiêu, đổi không được nữa, đức dùng hết rồi, liền lừa gạt, cướp đoạt, có khác chi liều mạng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo ra rất nhiều người trong xã hội phải chết oan, chết uổng. Trái lại, xã hội nước ngoài, người dân không xem kiếm tiền là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Thực tế là một ít quốc gia ở châu Âu, người dân càng coi trọng cuộc sống nhàn nhã, thoải mái, dễ chịu, tự do, tự tại. Cuộc sống không ràng buộc, kiếm tiền chỉ là một trong những phương thức để duy trì cuộc sống. Thực sự, không phải là mục đích duy nhất, đây mới là cuộc sống bình thường của con người. Tiền cũng không phải bạn muốn kiếm liền có thể kiếm được, cũng không phải bạn không muốn kiếm tiền thì tiền sẽ không đến. Người trong số mệnh có đức lớn hoặc người trong số mệnh có nhiều phúc đức không dùng, lúc được thời vận giúp đỡ, dù bạn không có ý định kiếm tiền, tiền tài kia cũng sẽ vô tình mà tự động tìm tới tận cửa nhà của bạn. Bạn không nhận không được. Có một số người làm lụng cả đời, chỗ kiếm được tiền vừa vẹn tương xứng với số tiền mang theo trong túi số mệnh của mình, thì chính là lúc về hưu tuổi già. Nếu bạn còn muốn làm tiếp kiếm thêm nhiều tiền hoặc về hưu rồi nhưng tiếp tục ra ngoài kiếm tiền, bạn sẽ rất nhanh phát hiện tiền bạn kiếm được sau này liền tiêu mất một cách không thể hiểu được, hoặc bị người khác dùng,
hoặc lái xe gặp chuyện không may, vân vân. Đây là vì túi tiền bạn kiếm ra được đã đầy, bạn lại thêm tiền vào, tăng thêm bao nhiêu, tự nhiên sẽ rò rỉ bấy nhiêu, tương đương với làm không công. Nếu không ngộ, phải dùng tính mệnh để hoàn trả, hết thảy đều thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Có thể nhìn ra, kiếm tiền không phải là mục đích duy nhất trong cuộc đời, cũng không phải kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, đủ chi tiêu trong sinh hoạt, hơi có lợi nhuận là tốt rồi. Vì sinh mệnh của mình mà tích thêm nhiều đức, đó mới là trân quý nhất, là điều duy nhất có ý nghĩa. Theo lời Phật dạy, người cư sĩ có quyền làm ra tiền bạc bằng mồ hôi, nước mắt của chính mình, nghĩa là tinh cần, siêng năng từ đôi bàn tay và khối óc để tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Khi ta đã hiểu và tin sâu nhân quả rồi, thì ta sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tiền bạc. Chúng ta sẽ biết cách quản lý tiền bạc làm sao để cho tốt hơn mà vuông tròn cho bản thân, gia đình và xã hội. Mục đích cuối cùng của đời sống chúng ta không phải chính yếu là có nhiều tiền, mà ta phải biết sử dụng đồng tiền đó ra sao. Có một điều mà chúng ta cần phải vui vẻ khi chi một số tiền đúng lúc và cần thiết để làm việc gì thật sự có lợi ích cho nhiều người. Người không gieo trồng phước đức thì thiếu trước hụt sau, đời sống gia đình khó khăn về mọi phương diện, do đó hay buồn rầu lo lắng mà oán trời trách đất, đổ thừa tại bị thì là. Cuộc sống của chúng ta thật sự hạnh phúc khi biết kiếm tiền vừa đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. Ngoài ra có dư chút đỉnh, thủ hậu mai sau và làm các việc phước thiện khác. Ta không nên để tình trạng bế tắc rơi vào nợ nần chồng chất, thiếu trước hụt sau mà phải biết cân nhắc tiết kiệm trong chi tiêu, trang trải đời sống gia đình. Hãy cố gắng tránh những việc làm phức tạp và nguy hiểm, không có phương hướng rõ ràng vì có thể giúp cho ta lên hương như diều gặp gió và tán gia bại sản một cách nhanh chóng. Siêng năng làm việc, tiết kiệm và đầu tư hợp lý thì khỏi phải lo thất bại ê chề trong hiện tại và mai sau. Tiền bạc nếu làm ra không chân chính thường hay bị nhà cuốn trôi, lũ lụt hỏa hoạn, trộm cướp, bị vu quan tịch thu, con cái bất hiếu phá sản. Muốn được đời sống hằng ngày vuông tròn và tốt đẹp cho có chừng mực thì trước tiên ta phải có một việc làm ổn định về lâu về dài. Không nên làm nay chỗ này, mai chỗ kia, làm như vậy suốt đời cũng không có dư, thậm chí phải mượn trước, trả sau vì lúc nào cũng thiếu nợ. Để làm ra tiền một cách chân chính, ta cần phải tránh những nghề làm tổn hại đến nhân loại như mua bán vũ khí để tạo phương tiện chiến tranh, làm con người tàn sát, giết hại lẫn nhau. Không nên mua bán phụ nữ trẻ em, nô lệ, các chất gây say nghiện như rượu, xì ke, ma túy và mở lò giết mổ. Mua bán là nghề có thể làm giàu nhanh chóng, nhưng không vì thế mà ta nỡ nhẫn tâm đành lòng chọn những nghề như trên. Nói theo đạo lý của nhà Phật, ta là chủ nhân ông của bao nhiêu điều họa phúc, nên người cư sĩ tại gia phải khôn ngoan sáng suốt, lựa chọn nghề nghiệp thiện lành tốt đẹp để vun bồi phước đức, và khi có nhân duyên thì sẵn sàng chia vui, sớt khổ với tấm lòng của ít lòng nhiều. Tiền bạc của cải, nếu ta không biết sử dụng đúng mục đích thì trở thành rắn độc, có ngày nó sẽ quay lại cắn ta. Mục đích của sự sống không phải giàu có, nhiều tiền mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với hiện tại. Muốn ít, biết đủ là đạo lý chân thật luôn giúp cho ta không rơi vào bế tắc. Tiền bạc chính là người đệ tớ trung thành khi ta biết làm chủ bản thân trong việc chi tiêu, ăn xài, mua sắm sao cho phù hợp. Mục đích của cuộc sống không phải giàu có, nhiều tiền của mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với hiện tại và sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ khi gặp người khó khăn, bất hạnh. Người có nhiều tiền bạc của cải là nhờ biết gieo trồng phước đức trong quá khứ và hiện tại, biết bố thí cúng dường, giúp đỡ sẻ chia, lại hay cố gắng siêng năng, tinh cần làm việc và biết tiết kiệm. Trên thế gian này, lòng tham của con người là một cái túi không đáy, chứa đựng không biết bao nhiêu cho đầy. Vì thế, sự tham lam của con người to lớn vô cùng vô tận và nhiều trùng trùng điệp điệp,
thật là ghê gớm. Lòng tham của con người là một tội cực ác. Do lòng tham ăn, tham tiền mà con người giết tất cả các loài động vật khác, không những để ăn thịt mà còn bán để lấy tiền hoặc giết chết bỏ làm phân bón, làm thực phẩm gia súc. Thật là lòng tham của con người quá ác và quá tàn nhẫn. Do lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của những người khác mà con người giết con người không gớm tay. Do lòng tham lợi, tham danh của con người từ nước này đi cướp nước khác. Biết bao nhiêu sinh mạng con người chết vì chiến tranh. Do lòng tham sắc dục của con người mà tự họ phá gia đình hạnh phúc của mình và của người khác tan nát. Do lòng tham sắc dục mà con người hiếp dâm trẻ em và làm ô nhục biết bao nhiêu phụ nữ. Do lòng tham sắc dục mà con người giết con mình bằng cách nạo phá, móc bỏ biết bao nhiêu thai nhi chết một cách đáng thương, vân vân. Lòng tham thật là ghê gớm, thường mang đến cho loài người biết bao nhiêu tội ác và biết bao nhiêu sự khổ đau không sao kể hết được. Tội ác của lòng tham nó không từ bất cứ một người nào. Con bất hiếu cũng từ lòng tham. Anh em ruột thịt chia lìa ly tán cũng từ lòng tham. Vợ chồng ly dị, con cái mất cha mất mẹ cũng từ lòng tham. Chiến tranh thế giới từ nước này đến nước khác, người giết hại lẫn nhau trùng trùng lớp lớp cũng từ lòng tham, vân vân. Đứng đầu trong ngũ triền cái là lòng tham. Lòng tham đó gọi là tham triền cái, nó là pháp ác thứ nhất. Người đệ tử của Phật cần phải đề cao cảnh giác tâm mình. Khi nó móng khởi một niệm nào thì hãy mau mau quán xét cho thật kỹ, xem nó thuộc về loại tham lam nào, để dùng đức ly tham diệt ngay tức khắc. Chúng ta thường nghe Đức Phật dạy, trong mỗi con người có ba nọc độc: tham độc, sân độc, si độc. Và trong mỗi người có ba tùy miên: tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên. Đó là những pháp khiến con người sống đầy tội ác. Chúng ta cần phải học cho thông suốt. Ba ác pháp tham, sân, si này luôn luôn ngự trị trong tâm chúng ta. Hễ có đối tượng thì nó ló mặt ra tức khắc. Nếu chúng ta không đủ sức bình tĩnh thì nó triền miên duy trì mãi mãi trong tâm. Chúng ngấm ngầm như lửa than không thấy ánh sáng, nhưng nó vẫn cháy liên tục không gián đoạn. Vừa rồi chúng ta học đức hiếu sinh để đối trị tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu người nào biết áp dụng vào cuộc sống của mình thì đã chuyển sạch, con đường giải thoát ở trước mắt của mình. Hôm nay chúng ta học đức thứ hai. Đức thứ hai này chúng ta cần phải tu học và rèn luyện nhân cách của mình để thoát ra tam độc. Đó là đức ly tham. Người nào biết ly tham là người đó tự mang đến cho mình một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi vì con người do tâm tham mà chịu nhiều khổ đau, muốn chấm dứt khổ đau không gì hơn là phải diệt trừ tâm tham. Muốn diệt trừ tâm tham thì chỉ có sự hiểu biết các pháp vô thường, khổ, vô ngã. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do sự hiểu biết thật như vậy thì tâm chúng ta không còn chỗ bám. Dù có bám nó cũng chẳng có cái gì là của ta, thì bám làm gì cho uổng công. Nhờ thấu hiểu suốt rõ như vậy nên không ly tham mà nó đã tự ly tham. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu tâm chúng ta chỉ còn ưa thích một chút xíu điều gì như món ăn, chiếc áo, cái khăn, cây bút, vân vân, là chúng ta biết tâm mình còn tham lam. Mà còn tâm tham lam là tâm còn đau khổ. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta nên sống với đức hạnh ly tham để thoát ra mọi sự khổ đau. Đó là mục đích của tập sách này. Lìa được tâm tham không phải là dễ, cho nên ngay từ những phút đầu tiên khi chúng ta học giới luật này là cần phải hiểu cho rõ ràng và áp dụng vào đời sống hàng ngày với đức ly tham, không nên biến trễ. Đức ly tham từ bỏ lấy của không cho mà Đức Phật đã dạy chúng ta giới thứ hai trong ngũ giới: cấm gian tham trộm cắp,
không nên lấy của không cho. Câu đầu là một pháp luật như luật thế gian. Người tu sĩ phạm vào giới này được xem là phạm vào tội tử hình. Nhưng câu sau chỉ là một lời khuyên nhẹ nhàng. Nếu ai nghe theo lời khuyên này, sống không lấy của không cho, thì ngay đó là chúng ta sống với đức ly tham. Sống với đức ly tham sẽ được giải thoát ngay liền và hoàn toàn giải thoát ra khỏi sáu nẻo luân hồi và chấm dứt mọi sự khổ đau trong cuộc đời này. Tóm lại, lòng tham lam của con người đã đưa con người vào biển khổ. Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đó là lời xác định của Đức Phật. Sự đau khổ của chúng sinh vô cùng vô tận, không sao kể hết được. Vậy muốn thoát ra bể khổ, chúng ta phải hết sức tu học đức ly tham để đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho vạn vật trên hành tinh này. Kính ghi, tu viện chân như. Bài học thứ nhất, giới thứ hai, rèn nhân cách, từ bỏ lấy của không cho. Đây là bài học giới luật thứ hai trong ngũ giới, cấm gian tham trộm cắp. Nhưng đạo Phật là đạo tự nguyện, tự giác, không bắt buộc và không dùng quyền lực cưỡng chế ai cả. Nên Đức Phật dùng lời khuyên không nên lấy của không cho hay từ bỏ lấy của không cho. Chúng tôi cảm thấy Đức Phật là một nhà tâm lý học tuyệt vời. Khi bước vào học giới thứ nhất thì Đức Phật khuyên không nên giết hại chúng sinh, rồi dạy chúng ta rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh. Thấm nhuần được lòng yêu thương, tâm hồn chúng ta vô cùng sung sướng, buông xả rất nhiều những ác pháp thô. Tất cả những pháp ác thô chúng ta đã ly sạch, chỉ còn những pháp ác di tế. Nhưng đến giới thứ hai thì Đức Phật dạy chúng ta xa lìa những tâm tham lam bằng giới luật, từ bỏ lấy của không cho. Từ bỏ lấy của không cho là một lời khuyên nhẹ nhàng của Đức Phật, khiến cho chúng ta nghe đến từ ly tham rất thấm thía. Nhưng đó là một hành động đạo đức ly tham rất tuyệt vời. Vốn con người sinh ra là do duyên ái dục của cha mẹ, cho nên từ khi còn trứng nước, nằm trong bụng mẹ đã có tâm tham sân si mạn nghi rồi. Chứ không như Đức Khổng Tử nói, nhân chi sơ tính bổn thiện. Lời nói này chứng tỏ Đức Khổng Tử không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo. Không hiểu nguồn gốc nhân quả nghiệp báo thì không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo được. Không thể hiểu thế giới quan vũ trụ của Phật giáo thì không thể hiểu 12 nhân duyên tạo nên vũ trụ này. Theo Phật giáo xác định rất rõ, vạn vật được sinh ra trong vũ trụ này có nhiều hình tướng và tâm tính khác nhau, là do nhân quả thiện ác nghiệp báo khác nhau, chứ không phải do một đấng vạn năng hay một đấng tạo hóa hoặc một vị Ngọc Hoàng Thượng Đế nào tạo ra vạn vật, tạo ra sự sống trên hành tinh này được, mà chính theo quy luật nhân quả vận hành tạo ra các duyên. Khi các duyên hội đủ điều kiện tác dụng vào nhau, hợp thành sinh ra vạn vật. Cho nên vạn vật có mặt trên hành tinh này đều do 12 nhân duyên hợp lại mà thành. 12 nhân duyên đó gồm có: 1. Duyên vô minh. 2. Duyên hành. 3. Duyên thức. 4. Duyên danh sắc. 5. Duyên lục nhập. 6. Duyên xúc. 7. Duyên thọ. 8. Duyên ái. 9. Duyên thủ. 10. Duyên hữu. 11. Duyên sinh. 12. Duyên ưu bi, sầu khổ, bệnh chết. Một lần nữa, chúng ta khẳng định tất cả vạn vật đều sinh ra là do 12 nhân duyên này. Do 12 nhân duyên này mới tạo tác hợp lại thành vạn vật trong vũ trụ. Đất, đá, núi, sông cũng đều do 12 nhân duyên này tạo ra. Thế giới quan của Phật giáo đơn giản thiết thực cụ thể như vậy, chứ không phải trong thế giới quan có thế giới siêu hình như các nhà tôn giáo và các nhà ảo tưởng nghĩ ra cho rằng trong thế giới quan có một thế giới siêu hình, trong thế giới siêu hình có một đấng tạo hóa đang sáng tạo và sinh ra loài người và muôn loài vật, và đấng tạo hóa đó đang cầm quyền sinh sát xử phạt muôn loài vạn vật trên hành tinh này. Chúng tôi là những người ưa chuộng sự thật bằng những chứng minh khoa học cụ thể, cho nên những điều ảo tưởng diễn dông chúng tôi bỏ ngoài tai, vì chúng tôi biết rõ quy luật nhân quả thiện ác thường làm thay đổi chuyển biến
không có một pháp nào đứng yên một chỗ bất di bất dịch, thường hằng không thay đổi trong vũ trụ này. Do sự vô thường này đã làm cho muôn loài sống trên hành tinh đau khổ, nhất là loài người lại còn đau khổ hơn các loài vật khác. Muốn cho loài người thoát ra mọi sự đau khổ này, nên Đức Phật xây dựng cho loài người nền đạo đức nhân bản nhân quả để chuyển đổi quy luật nhân quả, hay nói cách khác là làm chủ nhân quả, có nghĩa là nhân quả không còn chi phối điều khiển được con người. Nhờ đó, con người mới làm chủ nhân quả hoàn toàn, tức là làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sinh luân hồi. Vì thế, giáo lý thiện pháp của nhà Phật ra đời với toàn bộ giới luật đức hạnh nhân bản. Hôm nay chúng ta đang học ngũ giới, tức là đang học năm đức hạnh của người đệ tử cư sĩ Phật đầu tiên mới bước chân vào con đường rèn luyện nhân cách. Đức ly tham là giới luật thứ hai trong ngũ giới. Nếu một người giữ trọn giới luật này là đã thấy tâm mình giải thoát, không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. Đời người khổ đau là vì tâm tham. Nếu chúng ta lìa tâm tham thì làm sao còn đau khổ được nữa, phải không quý vị? Chúng ta thấy trộm cắp, cướp của, giết người là do gốc tâm tham mà xảy ra. Từ gốc tham lam mang đến biết bao nhiêu sự khổ đau cho con người. Bởi vậy, tâm tham là một pháp cực ác. Từ khi con người có mặt trên hành tinh này thì họ đã mang theo lòng tham lam. Vì thế, mọi sự đau khổ đều do nó. Do đó chúng ta thấy rất rõ đường đi của Phật giáo là con đường mang đến sự an vui, giải thoát cho loài người. Con đường đó là con đường thiện. Con đường thiện là con đường đạo đức nhân bản nhân quả. Con đường đạo đức nhân bản nhân quả là con đường đạo đức ly tham. Trong xã hội loài người, nếu người nào cũng được học đạo đức ly tham, thì làm sao có những tệ nạn xã hội như cướp của giết người, trộm cắp móc túi, hối lộ ăn lo, gian tham lừa đảo lường gạt người bằng đủ mọi ngành nghề, cờ gian, bạc lận, cá cược, mãi dâm, rượu chè hút sách, buôn thần bán thánh, tạo dựng những cảnh mê tín cướp giật tiền giữa ban ngày ban mặt mà không ai bắt bớ họ được. Từ bỏ lấy của không cho là đức hạnh ly tham rất tuyệt vời. Ta nên suy nghĩ, ta mất của ta cũng khổ đau, và người mất của người cũng khổ đau, cớ sao ta lại nỡ nhẫn tâm lấy của người khác? Cho nên nhất định ta sẽ không lấy của không cho, dù cái kim sợi chỉ chẳng đáng là bao nhiêu, nhưng ta cũng không lấy khi người ta không cho. Khi lấy của người không cho là mang tiếng suốt đời ăn cắp ăn trộm. Còn nếu không lén lấy mà xông vào cướp giật tiền bạc của cải của người khác thì mang tiếng là bọn ăn cướp. Ăn không ngồi rồi mà đi ăn trộm ăn cướp của cải tài sản của người khác là những người vô đạo đức, những người xấu xa, hèn hạ, vân vân. Làm con người cần phải tránh xa những hành động lấy của không cho, vì những hành động trộm cắp cướp giật của cải tài sản là làm cho mọi người đều chán ghét, đều ghê tởm, đều sợ hãi, vân vân. Nhất định làm người chúng ta phải sống với đức ly tham, vì đức ly tham làm cho chúng ta trở thành con người cao thượng. Trong đức ly tham, nó mang đầy đủ lòng yêu thương đa hướng đối với mọi người và mọi loài. Nó đem lại cho chúng ta một lòng yêu thương nhau chan hòa. Cho nên người ly tham là người sống hạnh phúc nhất trần gian. Tại sao vậy? Tại vì đức ly tham giúp chúng ta không còn dính mắc các pháp trên thế gian này. Khi đức ly tham ngự trị trong tâm chúng ta thì các pháp trên thế gian này không còn pháp nào đủ sức cám dỗ, lôi cuốn chúng ta được. Cho nên khi chúng ta nhận xét tâm mình còn ham thích điều gì thì chúng ta biết ngay đức ly tham sẽ không còn trong tâm nữa. Vì vậy chúng ta phải tác ý ngay. Tâm không được ham thích phải chấm dứt ngay liền. Nhờ có tác ý như vậy thì đức ly tham mới trở lại trong tâm ta. Cho nên người tu tập phải siêng năng, khi thấy một niệm móng khởi ưa thích thì chúng ta phải mau mau tác ý dừng lại. Có siêng năng tu tập như vậy thì chúng ta mới sống trọn vẹn với đức ly tham. Một người tu theo Phật giáo mà lười biếng thì không thể nào thành tựu sự giải thoát. Thành tựu giải thoát của Phật giáo là phải siêng năng hàng ngày diệt trừ lòng tham, sống với đức ly tham và đức hiếu sinh. Bài học thứ hai, rèn nhân cách đạo đức ly tham, ý hành, khẩu hành, thân hành. Con trai đuổi mẹ để giành nhà. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót. Bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng
đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4. Sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Biết bao lần bà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn về đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Vân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SDC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền giùm, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân quận 7, đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa, chắc tôi chết mất. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 trong số tài sản ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn một năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp.
Ngày ngày bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ dằn xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án chỉ vì nó đợi tôi chết để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Mỹ Thanh, Hoàng Tuyết, báo công an số 1522, thứ năm 1 tháng 3 năm 2007. Những câu hỏi. 1. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Đoạn này nói lên thiếu đạo đức gì? 2. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4, sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà để xây căn nhà số 73/8C, đường Lâm Văn Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 3. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 4. Biết bao lần mà thoi thóp thở trong bệnh viện vì nỗi uất nghẹn vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 5. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Vân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp. Trước tòa, ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ giùm tiền, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 6. Trong phiên tòa hôm ấy, nhiều người con đã nghẹn ngào nhắc lại lời bố dặn trước lúc lâm chung. Bố chết đi, chỉ mong các con luôn thuận hòa, đừng chia lìa nhau, đừng để gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 7. Bà Hợi cùng một vài người con phải ôm tập hồ sơ đi kêu cứu nhiều nơi, khiếu nại ông Hà. Tập thể bà con khu phố ở phường Tân Thuận Tây, quận 7 đã gửi đơn lên tòa án nhân dân quận 7,
đồng kính xin tòa án xét xử đem lại sự công bằng cho bà Hợi, vì ông Hà đã lợi dụng sự dễ dãi của mẹ mình để chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng ông Hà đã thắng kiện vì có đầy đủ giấy tờ trong tay. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 8. Nhiều năm nay, bà Hợi sống dở chết dở vì nỗi đau mà ông Hà gây ra. Hôm tòa mở phiên xét xử, bà Hợi đã xin phép được vắng mặt vì chịu làm sao nổi cú sốc đó. Đến tòa chắc tôi chết mất. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 9. Tòa tuyên xử bà Hợi được chia 1/11 phần trong số tài sản mà ông Hà đang nắm giữ. Nhưng 8 tháng đã trôi qua, bà Hợi vẫn chưa nhận được số tiền mà ông Hà và bà Vân phải thanh toán. Bà Hợi đã 2 lần gửi đơn yêu cầu thi hành án, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Bà Hợi đã làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp tài sản giữa bà và ông Hà lên tòa án quận 7. Trong quá trình thụ lý vụ án hơn 1 năm, ông Hà vẫn được cấp chủ quyền nhà khi ngôi nhà đang thuộc diện tranh chấp. Đoạn này nói lên đạo đức gì? 10. Ngày ngày, bà Hợi vẫn ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của người anh cả. Nỗi đau âm ỉ giằn xé tâm can, bà lại khóc, lại nhập viện. Bà Hợi biết rằng ông Hà không chịu thi hành án chỉ vì nó đợi tôi chết, để số tiền đó nó không phải hoàn trả lại cho tôi. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và tòa án các cấp có thể làm ngơ với nỗi đau của bà Hợi? Đoạn này nói lên đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. 1. Ngày giáp Tết, đứng trước bàn thờ tạm bợ của người chồng, bà Nguyễn Thị Hợi 75 tuổi không giấu được những giọt nước mắt nghẹn ngào chua xót, bởi lẽ đứa con trai mà bà hết lòng thương yêu tin tưởng đã nhẫn tâm với bà. Tôi chết lặng khi nó làm đơn trục xuất tôi và em nó ra khỏi nhà. Bà thì thào qua dòng nước mắt tuôn trào. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham hiếu thảo thân hành. Câu chuyện trên đây là một sự thật mà báo chí đã đăng tin tức này. Trong xã hội hiện nay, những chuyện bất hiếu này thường xảy ra như ăn cơm bữa. Đúng vậy, lòng tham của con người không đáy. Nó biến con người trở thành vô đạo đức, quên cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Vì lòng tham nhà cửa, đất đai, của cải, tài sản mà đành lòng đuổi mẹ ra khỏi nhà, thật là bất hiếu. Nỗi đau của người mẹ bị con trai mình trục xuất ra khỏi nhà thì không có nỗi đau nào hơn, phải không quý vị? Đây, các tu sinh đọc qua câu chuyện này mới thấy rõ lòng tham của con người thật là ghê gớm. Khi lòng tham ngự trị trong tâm hồn của họ, thì họ quên hết ơn nghĩa, dù là công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau, nuôi dạy con lớn khôn như trời như biển. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thế mà họ đâu còn nhớ gì, khi lòng tham ngự trị trong lòng thì họ đều quên hết. Câu chuyện trên đây là một bằng chứng cụ thể để thấy lòng tham của con người ghê gớm thật, và xã hội chúng ta đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Nhìn thấy cảnh này, chúng ta là những người con của Phật thì phải theo lời dạy của Người. Lúc nào hay giờ nào chúng ta đều sống với đức ly tham. Đức ly tham sẽ giúp chúng ta có một tâm hồn biết buông xả, không đắm mê vật chất của cải tài sản, vì càng lắm nhiều của cải tài sản thì càng lắm nhiều gian nan và nhiều tai họa khổ đau sẽ đến với chúng ta. Đức ly tham là một đức hạnh tuyệt vời. Chúng ta nên xem xét lại đời sống của Đức Phật ngày xưa. Ai cũng biết, Đức Phật là con trai độc nhất của vua Tịnh Phạn và sắp sửa thay vua cha lên ngôi báo. Trong khi vua cha tìm mọi cách đi giữ ngài, nhưng ngài không bằng danh lợi, buông bỏ như buông bỏ một chiếc giày rách. Khi đi tu, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, ngài đều buông xuống cả. Cuộc sống của ngài lúc bấy giờ chỉ còn 3 y 1 bát, chân trần, hằng ngày đi xin cơm của mọi người, mọi nhà. Nhưng tâm hồn ngài phóng khoáng như hư không, trắng bạch như vỏ ốc, sống không nhà cửa, không gia đình, lấy trời làm màn, lấy gốc cây làm gối,
lấy trăng sao làm đèn, lấy gió làm quạt, vân vân. Cuộc đời của ngài đâu còn gì nữa, đói thì đi xin ăn, đi xin không có thì ngồi thiền, bệnh đau thì dùng pháp mà đối trị. Cuộc đời ngài sống thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời danh lợi, tiền bạc, ngôi báo, vợ đẹp, con xinh không còn trói buộc ngài được nữa. Còn người đời tâm tham lam ngút ngàn, muốn ngồi không mà có tiền của, vì thế là mọi cách gian tham xảo quyệt để thu góp cho nhiều tiền tài vật chất. Có người lại trực tiếp đi ăn trộm, ăn cắp hoặc cướp giật của người khác để thọ hưởng. Bệnh đau thì rên la kêu khóc, đi bác sĩ, nằm nhà thương, đi bệnh viện đông tây y, thuốc thang uống, chích châm cứu, vân vân. Còn Đức Phật thì tự tại thung dung, đói no chẳng sợ, bệnh tật không làm dao động được tâm ngài. Một hôm ngài đi khất thực, có một bác nông dân đang cày dưới ruộng chạy đến bên ngài và nhìn vào trong bác rồi bảo rằng: ngài đi xin không có ai cho ngài đâu, ngài hãy trở về cày ruộng như chúng tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ. Đức Phật im lặng không nói một lời nào và tiếp tục ôm bác đi xin. Đến khi trở về, người nông dân lúc nãy cũng chạy đến bên Phật, lật nắp bát ra xem, chỉ là một chiếc bát không. Người nông dân nói: ngài thấy chưa, tôi đã bảo cày ruộng như tôi thì cơm ăn áo mặc đầy đủ, không phải yên tâm sao? Còn bây giờ ngài đi xin không ai cho, phải chịu đói khát khổ sở vô cùng. Đức Phật từ tốn trả lời: ngươi tưởng ta cần những thức ăn này lắm sao? Nếu đói, ta chỉ ngồi thiền thì làm sao còn đói được nữa? Thiền duyệt di thực pháp hỷ sung mãn kia mà. Ta vì chúng sinh quá đau khổ mà đi khất thực để gieo duyên hóa độ, chứ không vì chúng sinh thì ta đã nhập niết bàn từ lâu rồi. Cuộc đời này có còn những gì cám dỗ được ta đâu. Nghe xong, người nông dân quỳ xuống dưới chân Đức Phật, xin sám hối những tội lỗi của mình đã vô minh nói ra những lời kinh mạng, và cũng xin Đức Phật cho làm đệ tử cư sĩ tại gia, quyết tâm giữ gìn năm giới. Còn bệnh đau thì sao? Chúng ta hãy nghe Đức Phật dùng pháp trị bệnh. Một hôm trên đường đến nơi để nhập niết bàn, Đức Phật nay đã già yếu, 80 tuổi rồi, nên một cơn bạo bệnh ập đến, Đức Phật phải trụ lại giữa đường để đối trị cơn bệnh ngặt nghèo đau buốt cả cơ thể. Ngài ngồi kiết già lưng thẳng, nhiếp tâm an trú tỉnh thức trong hơi thở ra vô và tác ý đẩy lui bệnh. Nhờ đó cơn đau không còn tấn công ngài được nữa. Ngài bình phục và tiếp tục đi đến nơi nhập niết bàn. Xin quý vị vui lòng hãy đọc lại kinh Niết Bàn trong kinh Trường Bộ tập 1 thì rõ. Đấy, quý vị có thấy cuộc đời tu hành của Đức Phật đã thoát ra bốn cái khổ mà người thế gian không thể làm được không? Một, làm chủ được đời sống ăn uống. Hai, làm chủ được bệnh đau. Ba, già yếu nhưng còn mạnh khỏe, đi bộ vững vàng. Bốn, làm chủ sự sống chết. Đó chính là nhờ ngài sống với Đức Ly Tham. Do Đức Ly Tham nên ngài bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh như bỏ những đồ phế thải. 2. Năm 1954, ông Nguyễn Văn Thành kết hôn với bà Nguyễn Thị Hợi. Trong quá trình chung sống, họ đã có với nhau 7 người con. Theo lời bà Hợi, để có tiền chi tiêu trong gia đình, ông Thành đã mở cơ sở giày dép tại 597H Lô Tê, Đoàn Văn Bơ, quận 4. Sau đó chuyển về địa chỉ 98/55 Đoàn Văn Bơ. Các con của ông Thành một số làm công ăn lương tại cơ sở, một số đi làm ở ngoài. Riêng ông Nguyễn Sơn Hà, con trai thứ, là người có công nhiều nhất cho cơ sở giày dép. Năm 1985, ông Hà trúng số được một lượng vàng, cũng tích góp vào xưởng để kinh doanh. Năm 1998, ông Thành qua đời. Ông Hà tiếp quản cơ sở giày dép và làm thủ tục chuyển tên đăng ký kinh doanh cho mình. Vào năm 1999, sau khi ông Thành mất, bà Hợi đã đưa một số tiền lớn mà gia đình đã làm lụng vất vả nhiều năm cho ông Hà
để xây căn nhà số 73/8C, đường Lam Giang Bền, quận 7. Rồi ông Hà tiếp tục dùng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh để mua thêm vài lô đất nữa. Đoạn này nói lên đức tin tấn nhân quả. Trong cuộc đời này, sống lương thiện không gian tham, không xảo quyệt lừa đảo người, lấy mồ hôi nước mắt và công sức của mình siêng năng làm ra của cải tài sản, đó là đức ly tham. Làm ra của cải tài sản, dù cho giàu có đến đâu cũng không tham đắm và dính mắc những vật chất đó, cũng là đức ly tham. Cả gia đình con cái của ông bà Thành đều lo tích lũy làm ăn chân chất. Cơ sở vật chất càng đi lên, của cải tài sản đất đai càng nhiều, thì tâm tham cũng càng lớn theo. Do đó mới có những sự tranh chấp xảy ra, mới có sự kiện tụng. Nếu trong giai đoạn này, cả gia đình ông bà Thành đều được học đạo đức ly tham, thì tài sản gia đình này càng đi lên với sự siêng năng cần mẫn làm ăn lương thiện, thì đâu có việc gì xảy ra, phải không quý vị? Đồng tiền và của cải tài sản làm mờ mắt, khơi dậy lòng tham chiếm hữu làm của riêng mình, cho nên nó đã giết chết đạo đức hiếu thảo làm người. Ông Hà cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác, biết chí thú làm ăn để làm giàu. Nhưng chính vì tham nhà cửa, đất đai, vật chất, nên công ơn sinh thành của cha mẹ đã quên mất, tình nghĩa anh em ruột thịt như nước lã người dưng. Chỉ muốn làm sao bứng những người này ra khỏi nhà là thượng sách, chỉ để mình nắm trọn quyền sở hữu của riêng mình. Do lòng tham lam, ông Hà đã lén làm giấy tờ cho riêng vợ chồng ông đứng tên. Đến khi giấy tờ nắm chắc trong tay, ông khởi sự trục xuất mẹ và em ra khỏi nhà. Đó, quý vị thấy chưa? Tiền bạc của cải tài sản đất đai sẽ làm mất đạo đức con người, mất tình, mất nghĩa, mất lòng hiếu thảo của con người. Tóm lại, có khả năng làm ra của cải tài sản bằng công sức lương thiện của mình để nuôi gia đình vợ con êm ấm, để nuôi dưỡng cha mẹ trong lúc tuổi già sức yếu đầy lòng hiếu thảo, để giúp cho anh em, chị em có vốn làm ăn không thua kém người khác, thì tình nghĩa máu thịt càng sâu đậm. Để giúp cho mọi người có công ăn việc làm, không còn sống trong cảnh thất nghiệp bữa đói bữa no, và cuối cùng làm những việc từ thiện, bố thí cho những người bất hạnh trong xã hội, cho trẻ em mồ côi, cho những người già neo đơn không người thân nuôi dưỡng, và giúp cho trẻ em khuyết tật, thì đó là đạo đức ly tham hiếu sinh trong tình thương yêu rộng lớn và cao thượng. Cho nên làm giàu có của cải tài sản bằng mồ hôi công sức của mình thì không phải là có tội, mà có tội là do lòng tham lam cướp công, cướp tiền của người khác, và ích kỷ, bõng xẻn, keo kiệt, không dám bỏ ra bố thí cho những người nghèo khổ, không dám bỏ ra giúp đỡ cho những người bất hạnh trong xã hội. Làm ra của cải tài sản bất lương bằng sự gian xảo lừa đảo người khác, bằng sự cướp của cướp công người khác, bằng sự ăn lo hối lộ rồi chỉ bo bo để phục vụ cá nhân cho bản thân mình, cho vợ con mình, thì đó là người tích lũy tâm tham đắm của cải tài sản, đánh mất đời sống đức ly tham hiếu sinh. Người đã đánh mất đức ly tham là đánh mất tính người, chỉ còn là bản chất tham ăn của loài động vật. 3. Ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham hiếu sinh ý hành. Hành động ông Hà lặng lẽ đứng tên những lô đất và quyền sở hữu nhà cửa, rồi lật ngược thế cờ, đuổi cả mẹ và đứa em trai ra khỏi nhà, đó là một hành động tham lam vô bờ bến, xấu xa, đáng lên án, đáng trách. Mẹ là người sinh thành dưỡng dục nuôi mình lớn khôn, mà lại già yếu rồi, sống còn bao lâu nữa? Thế mà lòng tham ghê gớm thật. Xem cha mẹ chẳng ra gì, anh em dù cùng một cha mẹ, cùng một dòng máu, dù một nơi sinh ra, thì còn có nghĩa lý gì đối với những người lòng tham che khuất như ông Hà? Ông chỉ còn biết tiền, tiền mà thôi. Người tham lam là người đánh mất nhân tính, đánh mất đạo đức hiếu sinh, đánh mất đạo đức ly tham. Họ là những người đang ở trong các ác pháp,
đang làm những điều ác và chịu nhiều khổ đau, chứ không phải những người tham lam là những người sống đầy đủ an vui và hạnh phúc. Không, họ rất khổ đau, mệt nhọc, là vì những người này đầu óc toan tính bằng cách này, bằng cách khác để chiếm đoạt tài sản, của cải, tiền bạc cho nhiều nhiều, chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng tiền bạc của cải biết bao nhiêu cho đầy túi tham không đáy của họ. Lặng lẽ âm thầm đứng tên những giấy tờ các lô đất và những giấy tờ quyền sở hữu nhà cửa. Đó là những hành động tham lam mà người con trai của bà Hợi đã có tính toán trước. Khi có giấy tờ chứng cớ đất đai nhà cửa của riêng mình, thì tạo cảnh gây gỗ bất hòa xảy ra trong nhà. Cuối cùng mới có cách thức trục xuất người mẹ và người em của mình ra khỏi nhà mới được. Và như vậy, tài sản nắm trọn trong tay, không còn ai dám đòi chia chác với nhau nữa. Đấy, quý vị thấy lòng tham ghê gớm thật, có mưu mô, có tính toán kỹ lưỡng. Nhưng lòng tham lam có phải chính là mình không? Của cải tài sản, tất cả vật chất, có cái gì của mình đâu? Càng có nhiều của cải tài sản, càng nhiều khổ đau. Đến khi chết, có người nào mang theo được những vật gì không? Hay chỉ còn là một nắm xương vùi sâu trong lòng đất lạnh? Trên nấm mộ, chỉ còn một nắm cỏ khâu xanh rì nơi nghĩa địa quang lạnh. Dù có giàu sang như vua chúa, nhưng khi chết rồi, cũng chỉ còn có nhân quả thiện ác theo nghiệp mà đi tái sinh, chứ còn có linh hồn đâu. Như ông Hà tích lũy của cải tài sản cho thật nhiều, rồi đây con cái sẽ phá sạch. Nếu không, thì thiên tai quả hoạn bão tố cũng không chừa. Đến khi chết rồi, ông chỉ còn một nắm tro tàn khi mọi người đem thiêu xác, nhưng đời ông sẽ để lại tiếng xấu muôn đời không thể xóa được, cướp giật nhà cửa đất đai, đuổi mẹ và em ra khỏi nhà. Báo chí đăng tin tức như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ, thì còn mặt mũi nào nhìn lại bản thân mình là một con người, chứ đâu phải là con thú vật, vì của cải nhà cửa đất đai mà đuổi mẹ, xua em, thật đáng thương. Chúng ta là những người theo Phật giáo tu học đạo đức làm người, vì thế chúng ta không thể nào bỏ qua đạo đức ly tham, từ bỏ lấy của không cho. Đạo đức ly tham là một đức hạnh cần phải học tập và rèn luyện để xứng đáng làm người. Chúng ta cần phải trui luyện để trở thành con người không còn gian tham, trộm cắp, lấy của không cho. Trên đời này, chỉ có những người theo Phật giáo mới có tu học và sống với đức ly tham. Lòng tham của con người có rất nhiều loại, mà loại nào cũng rất độc đáo, thường đem lại cho con người nhiều điều khổ đau. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến đức ly tham để xả bỏ lòng tham của cải, tài sản vật chất, đất đai, nhà cửa, chứ chúng ta chưa nói đến những lòng tham khác nhau như tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham lợi, tham nói chuyện, tham mắng chửi người, tham nói xấu người, tham tranh luận hơn thua, tham sắc dục, tham đua đòi, tham làm dáng làm đẹp, tham nói những lời hung dữ, tham cái gì của mình cũng có, cũng hơn cả mọi người, tham đi chơi du hí, tham cờ bạc, rượu chè, tham hút chích, tham cá cược, đua ngựa, đua xe, tham ăn ngon mặc đẹp, tham chỗ ở cho tiện nghi, tham nhà cửa cao sang hơn của mọi người, vân vân. Ở đây, lòng tham nhiều lắm, kể sao cho hết, phải không quý vị? Tóm lại, người đời vì vô minh không thấy tất cả các pháp vô thường, nên lầm chấp của cải tài sản tiền bạc nhiều là hạnh phúc. Sự thật, nó là tai họa. Nó là rắn độc thường mang mọi sự khổ đau, phiền não cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh. Cho nên Đức Phật dạy, chúng ta cần phải sống xa lìa lòng tham lam, từ bỏ lòng tham lam, từ bỏ lấy của không cho. Đó là đạo đức ly tham thứ hai trong ngũ giới của Phật giáo. Xin quý Phật tử hãy lưu ý để tránh xa những loài rắn độc này. Một khi chúng ta đã thấm nọc độc của loài rắn này, thì con người của chúng ta trở nên hẹp hòi, ích kỷ, bõn sẻn, vân vân và mất nhân tính. 4. Biết bao lần mà thoi thóp thở trong bệnh viện, vì nỗi uất nghẹn vì đứa con trai mà mình đã mang nặng đẻ đau và đặt trọn niềm tin tưởng. Rời khỏi căn nhà mà đứa con trai đã đang tâm đuổi mình, bà Hợi chẳng kịp mang theo gì cả. Cái bàn thờ của ông chồng bà vẫn còn nằm nguyên ở đó vì ông Hà đã thay khóa mới. Đoạn này dạy thiếu đức ly tham ý hành thân hành. Đoạn này nói lên lòng tham lam không đáy của đứa con trai. Nó đã giết người mẹ sinh ra nó bằng cách đuổi ra khỏi nhà, để bà chết dần chết mòn trong đau khổ, trong tức giận. Do lòng tham lam con người tự làm khổ mình, khổ người khác,
Do lòng tham lam mà cuộc sống con người bất an, xã hội mất trật tự, thế giới luôn luôn có chiến tranh. Bởi vậy, Đạo Phật ra đời quyết tâm giúp con người quét sạch lòng tham lam bằng cách dạy con người đức ly tham, từ bỏ lòng tham, từ bỏ lấy của không cho. Muốn sống có đức hạnh ly tham, từ bỏ lấy của không cho, thì hằng ngày thường xuyên tác ý, nhắc tâm. Tâm tham lam là một pháp cực ác, làm đau khổ cho mình, cho người. Vậy chúng ta phải từ bỏ tâm tham, từ bỏ lấy của không cho. Của cải tài sản càng nhiều càng khổ đau. Chỉ có đức ly tham mới đem lại hạnh phúc cho mình, cho người. Hằng ngày ở trong thất một mình, chúng ta từng giữ sự yên lặng, rồi lắng nghe tâm mình khởi lên từng niệm tham, hết tham cái này đến tham cái kia. Hiện giờ tâm phàm phu của chúng ta chưa ly dục ly ác pháp, nên nó luôn luôn còn đủ tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu tâm chúng ta sống với đức hiếu sinh, thì lòng yêu thương rộng lớn của chúng ta sẽ dẹp trừ sạch tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nhưng vì lòng yêu thương của chúng ta chưa trọn vẹn, vì thế chúng ta mới còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Tuy nhiên chúng ta rất cố gắng sống với đức hiếu sinh, nhưng nó chưa trở thành chúng ta, và chúng ta chưa trở thành đức hiếu sinh. Vì thế tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn xen vào được. Nếu chúng ta đã thành tựu được đức hiếu sinh, thì chúng ta đã chứng quả A-la-hán xong rồi. Vì khi đức hiếu sinh ngự trị trong tâm, thì không có một ác pháp nào tác động tâm chúng ta được nữa. Còn hiện giờ, đức hiếu sinh có lúc hiện, có lúc ẩn, cho nên chúng ta sống với đức hiếu sinh chưa trọn vẹn. Vì thế, chúng ta lại tu học bồi dưỡng thêm một đức hạnh nữa, đó là đức ly tham. Nếu hằng ngày hằng giờ chúng ta luôn luôn áp dụng đức ly tham vào cuộc sống của chúng ta, thì các ác pháp không làm động tâm chúng ta được nữa. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức hạnh nữa, đó là đức ly tham. Trước kia chúng ta chỉ có một đức hiếu sinh, vậy mà tâm tham, sân, si, mạn, nghi còn không đất ở. Hôm nay chúng ta lại có thêm một đức ly tham nữa, thì tâm tham, sân, si, mạn, nghi sẽ bị triệt tiêu một cách dễ dàng. Vì tâm tham, sân, si, mạn, nghi đụng bất cứ chỗ nào trong chúng ta, thì chúng đều gặp hai đức hạnh này sẽ bủa vây đánh rốt ráo. Do đó, tâm tham không dám ló đầu ra chỗ nào nữa cả. Ví dụ, khi thân tâm lừ đừ muốn đi ngủ, thì tâm đi tham biết ngay: mày còn tham ngủ à? Phải đi ngay, cút đi! Chỉ cần tác ý như vậy là tâm tham ngủ đi ngay. Nếu nó không đi, lúc bấy giờ chúng ta muốn cho tâm tham ngủ không còn nữa, thì ngay đó chúng ta đi tới đi lui với câu tác ý: tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Vừa đi vừa thỉnh thoảng tác ý như vậy, rồi cứ bước đi cho đến khi gần mỏi chân mới ngồi xuống nghỉ. Khi ngồi lại là phải ngồi kiết già, lưng thẳng. Sau khi ngồi chờ thân tâm được yên lặng mới tác ý: với tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Cứ tập luyện như vậy cho đến khi nào tâm hết buồn ngủ mới thôi. Nếu khi tỉnh táo, tâm tỉnh giác rất sáng suốt, thân tâm không còn lơ tơ mơ nữa, lúc bấy giờ chúng ta mới ngồi lại bình thường, quán xét tâm tham, sân, si, mạn, nghi, xem nó xuất hiện ngõ nào, thì ngay đó chúng ta dùng đức ly tham diệt trừ. Ví dụ, bây giờ tâm chúng ta muốn đi ra ngoài cho thoải mái, dễ chịu hơn, thì chúng ta biết ngay đó là tâm tham của mình, tham cho cơ thể thoải mái. Biết như vậy chúng ta liền bảo: đức ly tham ở đâu? Sao không quét tâm tham đó đi? Khi suy tư và nói như vậy, đó là chúng ta đang áp dụng đức ly tham trong cuộc sống hiện tại. Tóm lại, lúc nào có đức ly tham thì không bao giờ có tâm tham, cho nên đức ly tham sẽ đem đến sự bình an cho mọi người, trong đó có chúng ta. Vì vậy, đức ly tham buông xả rất tuyệt vời. 5. Không thể chấp nhận hành vi của ông Hà, bà Hợi đã cùng một số người con trong gia đình gửi đơn yêu cầu tòa án đưa vụ tranh chấp tài sản ra xét xử.
ngày 28 tháng 6 2006, Tòa Phúc Thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử, chấp nhận một phần yêu cầu của bà Hợi, buộc ông Nguyễn Sơn Hà và bà Phạm Thị Thanh Dân, vợ ông Hà, phải thanh toán cho bà Hợi 11,45 lượng vàng SJC và 130.909.000 đồng. Còn tất cả những yêu cầu khác của bà Hợi muốn lấy lại quyền sở hữu nhà và một số lô đất mà theo bà Hợi đó là một số tài sản chung của gia đình đều bị tòa án bác bỏ. Bởi lẽ, ông Nguyễn Sơn Hà đã chứng minh tất cả tài sản đó là của riêng mình bằng những giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp trước tòa. Ông Hà đã khẳng định cơ sở giày dép là toàn bộ tài sản của riêng ông. Sau khi cha mất, vợ chồng ông Hà đã nhờ bà Hợi giữ tiền dùng, nên toàn bộ tiền mua đất, xây dựng nhà là tiền của vợ chồng ông, không liên quan đến bà Hợi. Đoạn này nói lên thiếu đức ly tham thân hành. Khi mọi người không sống với đức ly tham, thì cuộc sống của họ dính mắc vật chất thế gian, nên sẽ đi đến cảnh tranh tụng thưa kiện, gia đình tan nát, anh em chia lìa, thật là đau lòng. Trên đời này, không có cái gì xấu xa và tệ hại cho bằng khi con đi kiện tụng cha mẹ và cha mẹ đi kiện tụng con cái, hay anh đi kiện tụng em đi kiện tụng anh. Thật là tệ hại và xấu hổ vô cùng. Họ không còn nhìn mặt ai hết. Đó là do lòng tham của con người. Lòng tham của con người đã mang đến cho mọi người biết bao nhiêu sự khổ đau. Điều này chắc ai cũng biết, phải không quý vị? Thật đau lòng. Vật chất tiền bạc của cải tài sản, nhà cao cửa rộng, vàng bạc của báo, có càng nhiều thì tai họa càng to. Muôn sự khổ đau đều nằm trên đó. Thật là ghê gớm. Chỉ cần quý vị thông suốt nó là những pháp cực ác, nó sẽ giết hại và mang lại sự sống đầy dẫy đau khổ, nên quý vị phải tránh xa thì mới yên thân. Ngày xưa Đức Phật và ông A Nan đi khất thực, khi đi ngang qua một bờ ruộng, ông A Nan nhìn thấy dưới chân bờ ruộng nước chảy khuyết đất, để lộ ra một hũ vàng. Ông A Nan mới chỉ cho Đức Phật thấy. Khi nhìn thấy, Đức Phật bảo ông A Nan rằng: "Đấy là rắn độc con ạ, nó sẽ cắn chết. Chúng ta hãy đi tránh xa, đừng nên ở gần đó." Một bác nông dân đang cày ruộng gần đó nghe vậy, bác chạy đến xem và la to: "Ôi, vàng, là vàng, mà hai ông đi xin ăn cho là rắn độc. Vậy ta mang nó về nhà để cho nó cắn cả gia đình ta xem có được không?" Nói xong, người nông dân dùng cuốc đào lấy trọn hũ vàng đem về nhà mình. Từ chỗ nghèo đi đến chỗ giàu không có khó khăn. Nhờ vàng, ông xây cất nhà cửa, mua nhiều ruộng đất khiến cho mọi người ngạc nhiên nghi ngờ. Điều này đến tai nhà vua. Vì trước đó nhà vua bị trộm lấy vàng, nên nay điều tra thì ra ông đã lấy vàng của nhà vua. Nhà vua kết án tử hình cả nhà ông. Trước khi chết, nhà vua hỏi ông có muốn nói những lời gì không? Người nông dân than: "Đúng vậy, Đức Phật và ông A Nan đã nói, vàng là rắn độc, nó sẽ giết chết cả dòng họ anh em ruột thịt nếu ai rờ tới nó. Chính con không nghe lời dạy ấy, nên hôm nay con và cả dòng họ con đều bị nhà vua đem giết. Thật là đúng như lời Đức Phật và ông A Nan đã nói không sai." "Đúng vậy, của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc, nó sẽ giết chết mọi người. Chỉ có những người ngu si mê muội vô minh thấy tiền bạc, của cải tài sản, đất đai nhiều là tham đắm, là mừng vui. Chứ người có trí là họ rất sợ. Càng lắm nhiều của cải tài sản, đất đai ruộng vườn là càng lắm tai họa. Và tai họa sẽ mang đến những sự khổ đau mà không sao tránh khỏi." Tóm lại đoạn này, vì của cải tài sản nhà cửa tiền bạc đất đai có nhiều, nên người con trai sợ các anh em khác chia chác, nên trục xuất mẹ và người em ra khỏi nhà để sau này khỏi ai ăn lọt. Đó chứng tỏ tâm tham lam của người con trai này. Ông Hà cũng ghê lắm. Đáng thương khi mọi người chưa biết sống với đức ly tham, nên tâm tham nổi dậy. Ông tìm mọi cách để chiếm đoạt tài sản của cải này thuộc về riêng mình. Cả gia đình này chưa bao giờ biết đến đức ly tham, nên rất đáng thương hại. Từ ông Hà đến bà mẹ cùng các em cũng không ly tham, nên những người này thấy của cải để một người ăn thì tức, nên làm đơn thưa kiện nhau. Từ đây gia đình tan nát, cha mẹ anh em chia lìa, tình nghĩa mẹ con và anh em không còn nữa, cũng giống như người dân nước lã. Đúng là tâm tham lam mang đến muôn sự khổ đau.
Có tâm tham lam ngự trị trong lòng của mọi người, làm sao hàn gắn gia đình này lại được nữa? Tan nát hết rồi, phải không quý vị? Nhưng những người này, họ làm sao biết được nguyên nhân nào sinh ra sự chia lìa phân tán? Vì tâm tham lam đã che khuất rồi, họ đâu còn sáng suốt, chỉ còn biết của cải tài sản đất đai ruộng vườn. Người học Phật với đức hạnh ly tham thì không bao giờ có những điều đau xót này xảy ra. Họ xem của cải tài sản đất đai, nhà cao cửa rộng, tiền bạc châu báu là rắn độc. Vì thế, họ không bị đồng tiền sai bảo. Họ làm ra của cải tài sản, chứ không phải của cải tài sản làm ra họ. Cho nên cuộc sống của họ không bao giờ tranh chấp với ai cả. Ai nghèo khổ, ai bất hạnh, ai neo đơn khốn khổ là họ sẵn sàng đến giúp đỡ liền, không hề tiếc rẻ một thứ gì trên đời này. Vì thế, đức ly tham sẽ mang lại hạnh phúc và sự bình an cho mình, cho người rất là cụ thể.